Và còn một điều đặc biệt giá trị của chiếc bếp Fago 3IF72C1S chính là khả năng vận hành rất êm ái. Khi các bạn đặt nồi lên, gần như là không có một tiếng động nào phát ra, kể cả là tiếng bắt từ. Điều này khác biệt hoàn toàn so với các cái dòng bếp OEM hiện có trên thị trường. Một điểm cộng tiếp theo của chiếc bếp này chính là việc sử dụng linh hoạt được cả dòng điện một pha lẫn dòng điện ba pha. Bạn đã nghe đến thương hiệu thiết bị nhà bếp Fago. Vào năm 2000 đến 2010, Fago là một trong những thương hiệu thiết bị nhà bếp chuẩn châu Âu có thị phần số 1 tại Việt Nam cũng như là các nước trên thế giới. Giai đoạn 2015 đến 2020, sự vắng bóng của Fago là một điều đáng tiếc đối với người tiêu dùng. Nhưng thật bất ngờ, cuối năm 2020, Fago đã trở lại thị trường Việt Nam và mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những cái sản phẩm với những cái trải nghiệm vô cùng là mãn nhãn. Chào bạn, tôi là Hòa. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ và cùng bạn đánh giá một chiếc bếp từ đến từ thương hiệu bếp Fago ở phân khúc tầm cao cấp có mức giá khoảng dưới 20 triệu. Bếp có model 3IF72C1S. Đây là một chiếc bếp được ra mắt vào tháng 7 năm 2022 và được sản xuất tại nhà máy của Fago đặt tại Ba Lan với một thiết kế mang đậm nét châu Âu, và bếp được tích hợp những cái tính năng thông minh nhất của một chiếc bếp từ cao cấp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Về phần vỏ thùng thì như các bạn nhìn thấy, bếp được đóng gói trông thì có vẻ rất đơn giản, mang những cái nét tương đồng với các cái thương hiệu đến từ châu Âu, chứ nó không màu mè như là những cái thương hiệu OEM. Ở bên châu Âu ấy, thì người ta rất quan trọng đến cái vấn đề là thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. Về phần tem phụ của sản phẩm được hãng thiết kế ở phần góc của vỏ thùng với đầy đủ các cái thông tin cần thiết, bao gồm số seri, mã vạch, tên sản phẩm, xuất xứ sản phẩm. Có một điều đặc biệt lưu ý là số seri của sản phẩm được hãng Fago sử dụng trong việc để kích hoạt bảo hành và để tra cứu nguồn gốc thông tin của sản phẩm, và được thể hiện ngay từ vỏ thùng đến sản phẩm bên trong. Đây là một cái vô cùng là khác biệt so với các cái hãng đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui vỏ thùng này ra xem bên trong có gì đặc biệt. Ok, tôi đã khui xong chiếc bếp Fago 3IF72C1S. Đầu tiên thì tôi sẽ đánh giá về tổng quan của chiếc bếp. Đi cùng theo bếp thì nhà sản xuất có trang bị một phần dây nguồn 6 ly được tách rời. Đây cũng là một điểm khác biệt với các cái dòng bếp khác. Thường thì là cái dây nguồn này sẽ được tích hợp sẵn vào bếp rồi, nhưng mà Fago thì lại để riêng. Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao Fago lại để riêng cái dây nguồn này. Tiếp theo là quyển sách hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng có hai bản, một bản tiếng Việt và một bản tiếng Anh. Ở trên đây có thể hiện thêm một lần nữa cái số seri của sản phẩm. Ở đây thì cũng là mang cái tính chất để cho khách hàng có thể kiểm chứng được cái độ nguyên đai nguyên kiện của sản phẩm từ vỏ thùng đến sách hướng dẫn sử dụng, và sau nữa là ở phần sản phẩm. Đấy, ba cái số seri này nó sẽ trùng khớp với nhau. Đấy, và sau khi đó thì cái số seri này cũng dùng để cho cái việc kích hoạt bảo hành của sản phẩm nữa. Về phần mặt kính của bếp thì bếp được trang bị mặt kính Scott Sarans. Đây là thương hiệu mặt kính hàng đầu trên thế giới, thường xuất hiện ở các cái dòng bếp cao cấp. Tác dụng của cái mặt kính này giúp cho quá trình tỏa nhiệt của bếp diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với các cái dòng mặt kính khác, bảo vệ được các cái linh kiện bên trong của bếp tối ưu hơn. Bếp thì được trang bị hai vùng lấu với hai kích thước khác nhau. Vùng lấu bên trái là sử dụng mâm từ với kích thước 20 cm, ở phía bên phải sử dụng mâm từ 25 cm. Việc thiết kế này giúp bếp tối ưu hóa hiệu suất trên từng kích thước dụng cụ lấu khác nhau. Ngoài ra, hai vùng lấu của bếp được thiết kế thêm họa tiết nhám. Điều này giúp tăng ma sát và giúp định vị vùng lấu được tốt hơn. Bếp được trang bị hai bảng điều khiển với 9 mức công suất, có kèm theo mức công suất booster. Về đánh giá trực quan thì tôi nhận thấy các icon của bếp được thiết kế to hơn một chút so với các cái dòng bếp thông thường. Về cách bố trí, các icon trên bảng điều khiển cũng rất đơn giản. Đây là một cái thiết kế rất đặc trưng của các cái dòng bếp đến từ châu Âu. Về phần bụng của bếp thì bếp được sử dụng chất liệu bụng composi kết hợp với cả thép không gỉ. Bếp được trang bị hai quạt tản nhiệt, đây là dòng quạt tản nhiệt lồng sóc. Dòng quạt tản nhiệt này là dòng quạt cũng thường xuất hiện ở các cái dòng bếp cao cấp, giúp cho quá trình vận hành bếp ấy trở lên êm hơn và tăng hiệu suất của quá trình tản nhiệt. Ở bếp từ thì chỉ có hai dòng quạt tản nhiệt thường thấy, một là quạt tản nhiệt đồng trục
hai là quạt tản nhiệt lồng sóc, thì cái hiệu suất của cái quạt tản nhiệt lồng sóc này sẽ cao hơn rất nhiều, và độ êm của cái quạt lồng sóc này cũng cao hơn rất nhiều so với quạt đồng trục thường được trang bị ở các cái dòng bếp cao cấp. Phần mạch của bếp ấy cũng được trang bị theo chuẩn châu Âu. Khu vực này là khu vực để bố trí dây nguồn của bếp. Cái điều khác biệt của bếp Thago 3IF72C1S là chưa trang bị dây nguồn vào phần bếp. Đây, trong quá trình lắp đặt ấy, thì kỹ thuật sẽ trang bị dây nguồn vào trong bếp. Thì mục đích của nó ấy là nó bếp này có thể sử dụng được cả nguồn điện 1 pha và nguồn điện 3 pha. Nếu mà khách hàng mà muốn sử dụng điện 3 pha thì sẽ đấu theo sơ đồ mạch điện 3 pha. Ở đây 380V. Và ở đây là sơ đồ mạch điện 1 pha 220 đến 240V. Ở phía trong thì nhà sản xuất cũng chuẩn bị cho sẵn các cái cầu đấu phục vụ cho cái việc đấu dây điện. Đấy, về cái này thì về khi kỹ thuật lắp đặt ấy, thì người ta sẽ thao tác. Thế nhưng mà mình chỉ cần biết rằng là cái bếp này có thể linh hoạt sử dụng được cả dòng điện 1 pha và dòng điện 3 pha. Đây cũng là một cái điểm khác biệt với hầu hết các cái dòng bếp trên thị trường là thường là sử dụng dòng điện 1 pha thôi. Nhưng mà Thago thì có thể sử dụng được cả dòng điện 3 pha. Và cái này thì cũng chỉ có những cái dòng bếp mà đến từ châu Âu có thôi. Vì bên châu Âu người ta hay dùng cái điện 3 pha chứ người ta ít khi người ta dùng điện 1 pha. Tem phụ của bếp thì một lần nữa lại xuất hiện ở phía dưới bụng bếp với cũng vẫn đầy đủ các cái thông tin từ số seri, mã vạch và nơi sản xuất. Phần viền mặt kính cũng được Thago chuẩn bị sẵn một lớp gioăng giúp ăn liền vào với mặt đá trong quá trình lắp âm. Đấy, mặt kính ở phía dưới thì được hoàn thiện với một độ hoàn thiện rất cao, trông có cảm giác rất là đẹp. Về kích thước của bếp thì bếp có kích thước mặt kính là 76x45cm. Kích thước cắt đá của bếp là 71x41cm. Về tính năng của bếp thì bếp cũng có đầy đủ các cái tính năng thông minh của một chiếc bếp từ. Chức năng tự động nhận diện mặt lồi giúp tối ưu hóa hiệu suất và giúp tiết kiệm điện hơn. Chức năng hẹn giờ. Ở chức năng hẹn giờ của bếp thì bếp có hai chức năng hẹn giờ. Chức năng hẹn giờ tắt và chức năng hẹn giờ nhắc. Chức năng hẹn giờ tắt thì sau khi hẹn giờ các bạn có thể hẹn giờ 30 phút sau bếp tự tắt. Còn chế độ hẹn giờ nhắc thì là sau khi hết giờ thì vào bếp sẽ báo bằng âm thanh. Chức năng giữ ấm ở 65 độ C các bạn có thể hâm nóng thức ăn. Chức năng báo quá nhiệt bằng chữ H. Chức năng chống tràn nước trào ra vào khu vực bảng điều khiển thì là bếp nó sẽ tự tắt. Và bây giờ tôi sẽ test thử luôn cái tính năng tự tắt khi trào nước của bếp Thago. Ok, sau khoảng tầm 2 giây thì bếp tự tắt và báo hiệu có hình dấu ngã, tức là bếp đang bị tràn nước. Các bạn muốn sử dụng lại thì các bạn lau khô bếp. Rồi. Ok, các bạn lau khô bếp, tắt đi và bật lại là được. Ngoài ra thì bếp có những cái tính năng khác như giới hạn thời gian nấu, tức là bếp này nó chỉ giới hạn cho các bạn nấu trong khoảng một khoảng thời gian nhất định liên tục. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và cùng trải nghiệm chiếc bếp từ Thago 3IF72C1S. Để sử dụng bếp thì các bạn bấm phím nguồn. Các bạn chọn bảng điều khiển tương ứng với cả bên bếp cần nấu. Bảng điều khiển công suất của bếp là dạng slide với 10 mức công suất. Mức cao nhất là mức booster. Khi sử dụng ở mức booster này thì bếp đạt công suất là 3000W. Thế nhưng có một cái điều lưu ý ở cái dòng bếp Thago 72C1S, chất lượng về cái đáy lồi ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái công suất của bếp. Ví dụ cái đáy lồi mà nó, thứ nhất là nó bé hơn quá nhiều so với diện tích nấu, và thứ hai nữa là đáy lồi không đạt chuẩn thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến công suất nấu. Ví dụ như mà cái mâm to này mà mình dùng cái lồi bé hơn thì cái công suất nó sẽ không thể đạt được ở mức 3000, và nó sẽ giảm đi tùy theo mức bắt từ của cái mâm từ. Tiếp theo thì bếp có thêm chức năng giữ ấm. Khi các bạn cầm hâm nóng thức ăn hoặc là giữ ấm đồ ăn thì các bạn sử dụng biểu tượng này. Ở đây thì là bếp sẽ giữ ấm ở 65 độ C. Chức năng khóa trẻ em. Các bạn giữ vào phím khóa trong vòng 1 giây.
Khi mà có biểu tượng sáng đèn ở trên cái phím này là tức là đang là khóa trẻ em thì tất cả các cái phím khác sẽ không sử dụng được. Để mở khóa thì các bạn cũng giữ vào phím 1 giây. Đấy, sau đó thì lại sử dụng bình thường. Tiếp theo là chức năng tạm dừng. Ở chức năng tạm dừng này thì các bạn dùng khi mà các bạn đang đun nấu mà có việc gì đấy cần phải ra ngoài, hoặc là lúc đang bận một cái việc ở phía bên ngoài thì mình có thể tạm dừng bếp. Sau khi tạm dừng thì các bạn muốn bật lên thì các bạn cũng giữ vào phía tạm dừng. Ở đây bảng điều khiển nó sẽ có cái hình mũi tên chạy theo các giải công suất, thì các bạn vuốt ở cái phần công suất theo cái mũi tên là sẽ là mở được cái chế độ tạm dừng. Các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng nhấp nháy ở trên màn hình, đây chính là cái biểu tượng báo là bếp đã không còn lồi. Nếu các bạn muốn sử dụng cái bếp này thì các bạn phải đặt lồi lên, mình không muốn sử dụng nữa thì các bạn cứ để chế độ này, nó sẽ tắt sau khoảng tầm 20 giây. Tiếp theo là bên vùng nấu bên nhỏ bên trái thì cũng sử dụng tương tự, cũng 9 mức công suất và mức butter là mức thứ 10. Chế độ giữ ấm, chế độ khóa. Có một cái điểm lưu ý nhỏ là ở cái chức năng tạm dừng của cái bếp nhỏ bên trái thì các bạn muốn tắt chức năng tạm dừng đi thì các bạn phải sử dụng ở cái bảng công suất ở phía bên phải. Cái phần mũi tên nó vẫn sẽ chạy bên phải thì các bạn phải thao tác ở phần bên phải thì mới được. Để hạn giờ thì các bạn giữ hai phím và hai phím cộng trừ. Cái biểu tượng cái hình đồng hồ hiện lên là đây là mình đang ở trong cái chế độ hẹn giờ tắt bếp. Lại rồi. Các bạn có thể điều chỉnh thời gian, bếp này có thể điều chỉnh được cả hàng giây, ví dụ đây là đang là 40 giây. Để tôi đang hẹn thử 10 giây, sau 10 giây thì bếp sẽ tắt. Ok, đã hết 10 giây, bếp tự tắt và phát ra âm thanh báo hiệu là đã hết thời gian hẹn giờ. Nếu các bạn muốn tắt cái tiếng này đi thì cũng giữ hai tay vào phím cộng trừ. Ok. Tiếp theo là chế độ hẹn giờ nhắc. Các bạn cũng chạm hai lần. Khi ở cái bảng điều khiển không còn hình đồng hồ nữa thì nó sẽ là hẹn giờ nhắc. Đấy. Và cái hình đồng hồ bây giờ nó hiện ra ở giữa hai phím cộng trừ. Ấn hai lần. Được. Cũng test trong vòng 10 giây. Ok, đã hết 10 giây thì các bạn thấy là bếp vẫn đang chạy nhưng mà có âm thanh báo. Thì cái âm thanh này báo hiệu chúng ta biết là đã hết thời gian 10 phút. Chúng ta có thể là tăng giảm hoặc là tắt bếp đi theo sở thích. Nó khác biệt là một cái là cái kia thì là nó sẽ tự động tắt bếp và cái này nó không tắt bếp mà nó phát ra âm thanh báo kết hợp với nháy đèn. Để tắt đi thì cũng giữ hai ngón tay vào phím cộng trừ. Sau khi tìm hiểu và cùng trải nghiệm về chiếc bếp từ Fago 3EF72C1S, ở góc độ cá nhân, tôi có một số những đánh giá như sau. Thứ nhất, về phần thẩm mỹ, bếp được thiết kế khá là đơn giản. Nếu phải cho điểm thì tôi sẽ cho điểm ở thang điểm trung bình. Thứ hai, về phần tính năng, thì tôi đặc biệt ấn tượng với tính năng hẹn giờ nhắc khi nấu của bếp. Ở các dòng bếp thông thường thì chỉ có tính năng hẹn giờ tắt, tức là khi mà hết thời gian bếp sẽ tự tắt. Thế nhưng ở bếp từ này thì sẽ có thêm một cái tính năng hẹn giờ nhắc. Tức là khi hết thời gian thì bếp không tự tắt mà chỉ cảnh báo bằng âm thanh. Việc này giúp các bạn chủ động được về thời gian cũng như là hạn chế được các cái thao tác khi sử dụng bếp. Và còn một điều đặc biệt giá trị của chiếc bếp Fago 3EF72C1S chính là khả năng vận hành rất êm ái. Khi các bạn đặt lồi lên gần như là không có một tiếng động nào phát ra, kể cả là tiếng bắt từ. Điều này khác biệt hoàn toàn so với các cái dòng bếp OEM hiện có trên thị trường. Khi tôi test là còn để dương bộ phận quạt gió vẫn ở phía trên nên là vẫn còn có một số những tiếng do gió phát ra. Thế nhưng mà khi mà đặt âm ấy thì tôi chắc chắn rằng là cái tiếng động nó sẽ gần như không nghe thấy gì luôn. Bếp vận hành rất là êm. Một điểm cộng tiếp theo của chiếc bếp này chính là việc sử dụng linh hoạt được cả dòng điện một pha lẫn dòng điện ba pha, đáp ứng cho cái nhu cầu hiện nay. Có rất nhiều những khách hàng là có nhu cầu sử dụng dòng điện ba pha. Tiếp theo, nếu để đánh giá về chất lượng của một chiếc bếp từ so với giá thành dưới 20 triệu, thì theo tôi chiếc bếp từ Fago 3EF72C1S là một sự lựa chọn lý tưởng với 3 yếu tố. Thứ nhất, thương hiệu thế giới sản xuất tại châu Âu. Thứ hai, bếp có công suất rất lớn, 6.000W. Thứ ba, bếp được bảo hành chính hãng 3 năm tại nhà trên toàn quốc. Đối với các cái dòng bếp từ đến từ châu Âu thì cái thời gian bảo hành 3 năm cũng là một cái thời gian bảo hành rất lâu. Thông thường thì các hãng là chỉ có bảo hành 2 năm thôi. Ngoài ra thì Fago đã có bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Vừa rồi là những cái chia sẻ và đánh giá của tôi về chiếc bếp từ Fago 3EF72C1S. Rất mong rằng với những cái chia sẻ trên có thể giúp
các bạn lựa chọn cho gia đình mình một chiếc bếp chuẩn châu Âu, chuẩn cả về thương hiệu và xuất xứ. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể để lại bình luận dưới video hoặc liên hệ đến số hotline 0866 584 584 để được hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của Bếp Từ Hà Nội để nhận được nhiều video hữu ích hơn nữa. Xin chào.